Sao quạt đi Kha. Xin chào tất cả các quý thiện nam tín nữ của Lucky Amulet đã đến với chuyên mục giới thiệu về tiểu sử các đại cao tăng của nền Phật giáo Nam Tông Thái Lan. Trong audio này, chúng mình xin phép chia sẻ với mọi người về tiểu sử của Chao Khun Maha Surasak, Wat Pra Du. Về tiểu sử của các vị cao tăng đã được Lucky Amulet giới thiệu trước đó, mọi người có thể tìm xem thêm trong kênh YouTube của Lucky Amulet nhé. Mời mọi người cùng lắng nghe. Và Kru Vị Sản Chariya Pirom, tức Vá Maha Surasak Ati Sakho, sinh ra tại huyện Ampawa, tỉnh Xã Mụ Sùng Kram. Thầy sinh vào ngày Chủ nhật của tháng thứ 8 năm Sửu, rơi vào ngày 16 tháng 7 năm 2504 Phật lịch, tức năm 1961. Cha của thầy là ông Phạ Xịt, mẹ của thầy là bà Buôn Rương. Gia đình thầy sinh sống tại huyện Ampawa. Ngay từ khi còn bé, thầy đã là một đứa trẻ nhỏ, ốm yếu và khó nuôi. Cha của thầy đã từng phải làm mẹo đổi kiểu tóc để sức khỏe thầy tốt hơn. Có một lần, khi thầy bị viêm nướu và chảy rất nhiều máu đen, cha của thầy đã vội vã ôm đứa con yêu quý của mình lên thuyền tại bến chùa Pradu để tới gặp một vị bác sĩ của tỉnh Ratchaburi. Lạ kỳ thay, sau khi hai cha con lên thuyền, chỉ trong nháy mắt, chiếc thuyền đã đưa hai cha con tới được nhà vị bác sĩ để người bác sĩ có thể kịp thời cứu sống được cậu bé đang trong cơn nguy kịch. Cho tới khi thầy lớn hơn, vào năm học lớp 6, trên cổ thầy bỗng dưng xuất hiện nhiều hạch ở cổ. Bác sĩ chẩn đoán có thể thầy bị ung thư nên đã cho uống thuốc giảm đau, giảm sưng và nằm ở viện theo dõi thêm. Tất cả chúng ta từ ngày sinh ra đã được định trước sẽ phải trải nghiệm từ vô thủy kiếp trước. Ở trong kiếp này, có khác thì chỉ khác ở người nghiệp nặng, người nghiệp nhẹ. Và cũng có những người nhờ duyên nợ từ kiếp trước mà ở kiếp này sẽ xuất hiện và giúp đỡ nhau. Vào lần nằm viện này, ở bệnh viện có một bác sĩ tên là Sổm Mải. Trong khi đi thăm khám các bệnh nhân đã dừng lại ở giường bệnh của thầy, hai người bốn mắt nhìn nhau rất lâu như có một điều gì đặc biệt. Và ngay sau đó, bác sĩ Sổm Mải đã lập tức đưa thầy đi phẫu thuật cắt các hạch ở cổ vì lo lắng những hạch này có thể bị mưng mủ và còn có thể gây áp xe ở bên trong. Cha của thầy cũng đồng ý thực hiện phẫu thuật ngay lập tức. Và thật may mắn khi ca phẫu thuật này đã được thực hiện kịp thời trước khi gây biến chứng ảnh hưởng tới hệ thần kinh. Sau khi ca phẫu thuật được hoàn thành bởi bác sĩ Sổm Mải thì chính bác sĩ cũng là người chăm sóc và theo dõi thầy trong suốt thời gian sau đó một cách tận tâm như những người thân ruột thịt. Số phận của mỗi người vốn đã được định sẵn mà không thể trốn tránh. Sau khi trải qua trận ốm nặng kia, thầy đã xin phép cha mẹ được xuất gia, nhưng cha mẹ thầy không cho phép. Sau nhiều lần bị khước từ, thầy đã có chút nhụt chí trước mong muốn được xuất gia. Thì lại một lần nữa, thầy trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh. Không ai rõ nguyên nhân tại sao, nhưng bỗng nhiên thầy bị khó thở và dần dần chỉ còn hơi thở thoi thóp. Mẹ của thầy đã phải mang thầy đặt cạnh lò sưởi để sưởi ấm cơ thể, thì dần dần hơi thở của thầy được bình ổn lại. Chứng kiến những cơn đau đớn mà đứa con của mình đã phải trải qua, cuối cùng cha của thầy đã hỏi: "Con muốn xuất gia phải không? Nếu cha mẹ cho phép, con sẽ xuất gia." Giọng của thầy vang lên giống như chưa hề trải qua lần bệnh thập tử nhất sinh kia. Nghe thấy câu trả lời này, ngay lập tức cha của thầy đưa thầy tới chùa Quát Thú Vạ Sổm. Khi tới chùa, sư trụ trì liền hỏi: "Hai người tới đây làm gì?" Bạch thầy: "Con đưa con trai mình tới chùa xin xuất gia." Nghe vậy, sư trụ trì quan sát và hỏi đứa trẻ mới 13 tuổi: "Con muốn xuất gia làm gì?" Cậu bé 13 tuổi kiên định trả lời rằng: "Con muốn được học Pháp và tiếng Pali." Vị trụ trì quyết định cho cậu bé tham dự nghi lễ xuất gia, trở thành một chú tiểu vào ngay ngày hôm đó dưới sự chỉ dẫn của Lủng Pho Sụt Sĩ Vị Thạ Rô, Quát Tha Lổng, tỉnh Xạ Mụt Xà Khon, một trong những vị cao tăng có đạo hạnh cao của vùng lưu vực sông Mê Khổ. Sau khi xuất gia, thầy tới học Pháp tại chùa Quát Ma Hà Tháp, tỉnh Petchaburi. Sau khi được xuống tóc, Lủng Pho Ma Hà Sụ Ra Sặc dù học quỹ cha gì cũng dốc hết sức học hành. Có lẽ bởi vậy nên rất nhiều cao tăng luôn sẵn sàng chỉ bảo thầy.
thầy chính thức được truyền giới thành một nhà sư vào ngày 10 tháng 7 năm 2526 Phật lịch, tức năm 1983, tại Wat Pachataram và được sổng đền Phá Thí Ra Yanamuni Wat Pathum Khomkha Ratchawara Quithan, Bangkok trực tiếp hướng dẫn. Thầy học hỏi rất siêng năng và kiên trì. Bất cứ khi nào có cơ hội gặp gỡ những người có kiến thức uyên thâm, thầy luôn cố gắng học hỏi, kể cả là các vị cao tăng hay là cư sĩ. Vì vậy, thầy có rất nhiều kiến thức trong các lĩnh vực như thuật chiêm tinh từ Achan Sụ Thỉ Patana Sụ Phổ, thiền Vipassana từ Lục Phù Khâm Quát Đôi Sụ Thép và Achanta Quát Khảo Kheo tỉnh Xạ Rạ Buri, Ngụy Cha A Khôm từ Khu Nác, Khu Sục Nay Quên, Khu Sụ Ta tỉnh Rói Ệt. Thêm vào đó, thầy cũng hành hương tới đảnh lễ và học Quý Cha từ Luồng Phù Trang, Quát Khương Phết, Quý Cha làm Bia Khe từ Luồng Phù Chưa, Quát Lang Bang Kheo, Quý Cha Bầu Thong từ Luồng Phù Vi Chay, Quát Khảo Hổ, Quý Cha Khủn Thá Lê từ A Chan Sỉnh, Quát Nòng Phô, đệ tử của Luồng Phò Phụt, Quát Phôm Quý Hẳn. Sau đó, Luồng Phò Ma Hả Sú Ra Sập quay trở về Wat Phra Đù, nhận được sự quý mến của Luồng Phò Yót, nên đã được Luồng Phò Yót cho gọi làm thị giả bên cạnh ngài ở Wat Kheo Cha Rơn. Trong khoảng thời gian này, Luồng Phò Yót đã truyền lại cho Phra Ma Hả Sú Ra Sập A Tị Sắc Khổ kiến thức về Quý Cha, làm ra chỉ ngũ sắc và các loại tạ cụt như tạ cụt lúc ôm, tạ cụt Ma Hả Rá Ngấp Hồng Xả, tạ cụt sổ đốt mung khôn, tạ cụt đao lóm đươn, tạ cụt tan gióp đuôn, tạ cụt khu trĩ huyết. Ngoài ra, Luồng Phò Ma Hả Sú Ra Sặc còn tự học tập rất nhiều quý cha từ các sách cổ của Luồng Phù Trang, cố trụ trì chùa Quất Vạ Đu, vị cao tăng đạo hạnh cao nhất nhì tỉnh Ampawa. Bởi vậy, có thể nói Luồng Phò Ma Hả Sú Ra Sặc là một trong những vị cao tăng được truyền thừa những quỹ cha A Khôn tinh túy nhất của tỉnh Ampawa và là viên kim cương đã trải qua quá trình mài rũa để có thể tỏa sáng rực rỡ. Luồng Phò Ma Hả Sú Ra Sặc còn là một người thợ điêu khắc tượng rất khéo tay. Nếu có cơ hội tới thăm chùa Phra Đu, bạn sẽ bắt gặp những bức tượng do chính tay Luồng Phò làm. Thầy còn là một nhà sư luôn dẫn dắt và phát triển những người trẻ tuổi trong cộng đồng trên con đường tìm hiểu Phật Pháp. Thầy thường xuyên sử dụng thời gian rảnh để dạy và hướng dẫn họ thực hành Phật Pháp mỗi ngày. Luồng Phò luôn tâm niệm, các ngôi chùa sẽ là nơi thanh tịnh, bình yên và là nơi mà mọi người đều muốn tìm về. Đây cũng chính là nguồn cảm hứng cho thầy phát triển dự án Chùa là trung tâm của cộng đồng. Nhờ đó, các ngôi chùa sẽ ngày càng phát triển và lưu giữ được những giá trị theo thời gian. Vì vậy, cũng không khỏi ngạc nhiên là hàng ngày có rất nhiều học sinh, sinh viên và cả những người lớn tuổi đến đảnh lễ thầy, học hỏi Phật Pháp, nghệ thuật và văn hóa từ Luồng Phò Ma Hả Sú Ra Sặc. Thầy rất chuyên tâm thực hành và nghiên cứu ngôn ngữ Pali, Quái Gia Con. Năm 2521 Phật lịch, tức năm 1978, thầy đã đỗ kỳ thi về Pháp. Sau đó, thầy tiếp tục vượt qua một kỳ thi Pháp khác tại trường Phật giáo Wat Pathum Khomkha Ratchawara Quithan. Tới năm 2529 Phật lịch, tức năm 1986, bằng sự chuyên tâm học hành của mình, thầy đã vượt qua kỳ thi PD 5 do Wat Pathum Khomkha Ratchawara Quithan tổ chức. Vào năm 2547 Phật lịch, tức năm 2004, thầy chính thức trở thành trụ trì của Wat Phra Đù với những đóng góp của mình. Vào ngày 5 tháng 12 năm 2559 Phật lịch, tức năm 2016, thầy được vua Rama 10 phong tước Chao Khun, tức hiệu hoàng gia dành cho những vị cao tăng có đạo hạnh cao ở Thái Lan. Cảm ơn các bạn đã cùng Lucky Amulet lắng nghe tiểu sử của đại cao tăng Chao Khun Ma Hả Sú Ra Sặc Wat Phra Đù. Đừng quên like và subscribe để chúng mình có động lực ra những audio mới nhé. Khop khun kha.